anh trai là nhà đâu, em phỏng vấn xíu nha. Dạ, em ở Quảng Nam. Quảng Nam mà anh trai coi kênh Trường Anh lâu chưa? 2 năm. 2 năm rồi. Hôm nay anh trai thực tế, anh trai đi từ 800 cây, anh trai lên tới trung tâm thành phố Bảo Lộc. Anh trai lên anh coi cái cách nói chuyện của Trường Anh và cái xe của Trường Anh thực tế, và anh trai chạy thử, anh trai cảm nhận thế nào. Anh trai cứ góp ý thẳng thắn, đừng có ngại, cứ góp ý thẳng thắn luôn đi. Mình lấy mình thấy xem được mình mua thôi. Nhưng mà chất xe Trường Anh tải thấy ok mình không? Đúng như thế mình mới... Đúng đúng không? Thì từ xa tới đây mấy năm cây mình đi tưởng mình mới thấy chứ không tưởng. Nói chung là anh trai lên đây Trường Anh nói nè, Trường Anh cũng bớt tiền xăng cồ cho anh trai về, đó là cái tình nghĩa anh em mình. Rồi Trường Anh bao cho anh trai thêm một cái khoản rút hồ sơ cho anh trai luôn. Còn giá kẻ anh trai có coi clip rồi, Trường Anh cũng có công khai giá ở trên mạng rồi, chứ không phải là anh trai lên đây mà Trường Anh nói giá trên trời trên dưới đất cho anh trai trẻ đâu, đúng không? Nó làm việc với Trường Anh là như thế. Thứ nhất là bao rút hồ sơ, thứ hai em sẽ sắp xếp tài rồi chở anh về tới Quảng Nam Đà Nẵng luôn. Tại vì từ cái mẫu xe crew em mà chạy về tới Quảng Nam Đà Nẵng của anh biết là nằm tầm gần 800 cây. Là bên em vẫn bao vấn đề máy móc cho anh chạy về tới đó. Khi mà tài xế chở anh về là mọi chuyện vấn đề là trục trặc hay vấn đề bất cứ mọi gì là bên em sẽ là người chịu trách nhiệm hết hoàn toàn. Và cái thứ hai, khi anh trai mua pháp lý tụi em sẽ rõ ràng cho anh trai tại phòng công chứng, hồ sơ bao rút, bảo hành máy số, bảo hành cấn lỗi, bảo hành gặp nước cho anh trai. Em bảo hành toàn bộ trên văn bản. Anh trai thấy giờ hợp lý không? Ok nhé. Thôi chứ mình đi mua xe mà thì thích là bởi thôi. Thích là được hả? Thích là nhất thôi. Ủa ngày xưa đi xe gì? Là City. Là City à? Bây giờ anh trai có muốn em lì xì 5 triệu không? Hỏi thật mà. Bây giờ em hỏi anh trai tại sao crew đẹp như vậy, chạy đầm như vậy, chắc như vậy mà tại sao giá thành nó rẻ, anh trai trả lời được không? Nếu anh trai trả lời được em lì xì đúng 5 triệu. Khách hàng của em chưa ai trả lời được cái vấn đề đó luôn á. Không biết, thích cái mẫu crew rồi. Thích rồi đúng không? Mình thích cái mẫu crew. Dạ. Sao cái gì mẫu tóc Biot rồi nhưng mà không thích. Nó đàn hơn cái Biot. Biot là mấy mẫu phân khúc A, phân khúc B thì em nói thật với anh nó chạy không bao giờ qua phân khúc C này được. Đúng rồi, cũng chạy nhiều xe là thấy cũng chạy thử rồi. Đúng rồi. Mấy thằng đồ đầm, đồ tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi anh mua mẫu này về thì anh phải tập làm quen với cái con cảm biến. Nó hay báo cái cảm biến là cảm biến oxy và cái cảm biến check-in. Lỗi cá vàng là cái cảm biến check-in. Anh hiểu không? Là nó liên quan đến cảm biến kem và cảm biến oxy thôi. Chỉ vậy thôi. Đúng hai con cảm biến đó thôi. Còn cái cảm biến oxy với chạy thời gian á, ví dụ anh ra anh đưa máy vô anh đo, nó bị ví dụ lỗi cảm biến oxy, anh thay cục lỗi cảm biến oxy đó 500 ngàn. Cái cục ở trên máy dây điện lên đó hả? Đó là cục cảm biến khí thải điều tiết lượng xăng dư, anh hiểu chưa? Là cục đó hoặc là cảm biến kem, chỉ có vậy thôi. Em thì xài trăm ngoài hết toàn bộ nha anh trai. Lấy cái tiền về cam trong. Lấy cái tiền cam trong đúng không? Cam trong nó bị rất không biết. Cam trong là nó xài, nó không phải xài bằng dây mà nó xài bằng xích. Xích kem, hiểu không? Đây nhà bị số nên bắn, nó rất không biết. Phải hả? Cong hết cây. Cong hết súp bắp. Súp bắp hết, bay hết một giờ súp bắp luôn. Đúng rồi. Cái cam trong á là khi mà nó sẽ có cái biểu hiện khi nó chạy lên, ví dụ nó hiện cái chất im mà nó test ra cái cảm nó bị cái kem, đúng không? Là anh phải bắt buộc phải dỡ nguyên cái nắp dàn đầu của cò ra. Dỡ hết rồi anh kiểm tra. Anh kiểm tra coi nó bị trùng hay là nó bị lỏng, nếu mà bị lỏng là thay luôn. Tại vì nó tăng từ đầu, nó tăng đến một thời điểm nào đó là nó không có tăng được nữa đâu. Anh lái xe này là anh ra hết cái phần bụi rồi để hết rồi. Yên tâm, vấn đề phạt nguội là em xử lý, không có vấn đề phạt nguội cho anh. Tại vì hồ sơ em rút mà, anh cứ yên tâm. Từ lúc mua đến bây giờ, từ lúc bây giờ giao xe cho anh và đến lúc anh về tới nhà đó, khi rút hồ sơ xong, treo hoàn trả hồ sơ là bắt đầu tính từ cái lúc đó. Anh hiểu em chưa? Anh em mình cứ thỏa thuận và nói trước như vậy chứ. Đúng rồi, sợ là sao nhiều lúc sẽ đủ mình cũng đúng rồi. Không biết. Thì bây giờ nè bên em mình chỉ đi đăng kiểm là đúng rồi. Bên em sẽ rút hồ sơ, là người rút hồ sơ cho anh khi anh nhập xong, là vấn đề là hoàn toàn không có phạt nguội gì cả. Dạ. Còn thời gian anh chạy anh bị phạt nguội anh phải tự chịu. Dạ. Chứ anh bắt em chịu luôn cho em đi đời em luôn. Biết rồi chứ đúng rồi. Xe mà mua về biết cũng làm cái rồi tài thôi, làm giấy tờ đi tài. Bán cho anh 195 bớt 5, còn 190 bao rút hồ sơ là cái thứ nhất, bớt 2 triệu tiền tài cho anh về là cái thứ hai. Hỗ trợ tài xế chở anh đi về Quảng Nam Đà Nẵng đi. Anh chạy về được luôn không? Dạ. Chạy về được luôn không? Chạy về luôn chứ. Không được. Sao rồi?
bây giờ nó đi qua xe đúng không? Xe nó mệt lắm. Rồi ok. Như mày rồi mà chạy không nổi đâu. Rồi ok. Thôi để em gọi tài xế nha. Rồi chốt đi. Rồi. Rồi chiến đấu luôn.